Xin chào các bạn, mình là Du lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau: Di chuyển các cái con số 0. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đề bài. Đề bài cho chúng ta một cái mảng các con số nguyên có tên gọi là num. Chúng ta phải viết một cái một cái hàm để di chuyển tất cả các con số 0 đến cái vị trí cuối cùng, còn lại ở trong đến cái vị trí cuối cùng còn lại ở trong cái à ở trong cái cái mạng số nguyên đó thì chúng ta đi vào ví dụ để dễ hiểu hơn ở trong ví dụ chúng ta có cái mảng ban đầu là 01 à, 03 12 thì chúng ta à, thấy là chúng ta sẽ phải người ta nói là chúng ta di chuyển nhưng mà phải giữ nguyên các cái à, mối quan hệ về thứ tự sắp xếp của các cái giá trị à, không phải là số 0 thì có nghĩa là số 1 số 3 số 12 là không phải số 0 thì cũng phải là số 1 phải đứng trước số 3, số 3 phải đứng giữa 1 và 2 và 12 thì phải đứng phía sau số 3. Đó, đó là chúng ta phải giữ lại cái mối quan hệ đó. Thì chúng ta thấy là cuối cùng chúng ta sẽ có cái mảng kết quả là 1, 3, 12 và hai số 0 thì chúng ta sẽ đưa về đưa về cuối của cái đưa về cuối của cái mảng này. À, thì yêu cầu là chúng ta phải thực hiện luôn ở trong à, ở trong cái mảng này tức là chúng ta thay đổi luôn cái mảng chứ chúng ta không được là tạo ra một cái bảng copy và à, phải à, à, tối ưu hóa cái số lần mà chúng ta à, vận hành các cái à, toán tử ví dụ như so sánh hay là đổi chỗ thì chúng ta phải à, à, tối thiểu hóa nó rồi thì à, sau khi chúng ta đi vào chi tiết đề bài cùng với một cái ví dụ minh họa thì mình nghĩ chúng ta đã nắm được cái yêu cầu của đề bài bây giờ chúng ta sẽ bước qua các phần à, thuộc giải để giải quyết yêu cầu của bài toán này thì đối với bài toán này mình sẽ có một cái vòng lập à, với một con trỏ y và một cái biến đếm n ha thì chúng ta sẽ có cái vòng lập y y sẽ bắt đầu từ cái phần tử đầu tiên và mỗi lần như vậy y sẽ đi tăng lên một đơn vị tức là y sẽ đi hết tất cả các cái phần tử của à, của cái mảng ban đầu thì chúng ta sẽ có hai trường hợp xảy ra một trường hợp là nếu như à, giá trị tại vị trí thứ y là giá trị bằng không ha y tại vị trí thế này thì bằng không thì chúng ta không làm gì cả chúng ta sẽ đi qua cái giá trị kế tiếp khi mà chúng ta gặp một một à, y tại vị trí thứ y mà một cái à, giá trị à, khác không thì chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ thì chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ của vị trí thứ y và vị trí thứ n à, chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ vị trí thứ y và vị trí thứ n n sau đó thì chúng ta tăng n lên một có nghĩa là n sẽ là cái À, cái con số dùng để giữ lại à, số lượng à, số lượng các cái ký tự khác không mà chúng ta đã duyệt qua à, số lượng tất cả các ký à, các số à, không mà chúng ta đã duyệt qua thì chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi nào kết thúc cái vòng lập này thì chúng ta sẽ có một cái mảng là cái mảng kết quả mà chúng ta à, đang thấy đây thì mình sẽ thử giải cái bài này bằng cái ví dụ 1 để các bạn dễ hiểu ha thì đầu tiên các ký tự là không một không ba 12. Rồi, thì sau đó chúng ta sẽ có một cái con chỗ y và một cái biến đếm à, n. Thì lúc đầu n chúng ta bằng 0. Thì trong trường hợp mà y tại vị trí thứ y có giá trị 0 thì chúng ta không làm gì cả, chúng ta tăng y lên một đơn vị. Trường hợp mà vị trí à, y kế tiếp chúng ta có giá trị 1, tức là một giá trị khác không thì chúng ta sẽ thực hiện đổi chỗ của à, của cái giá trị tại vị trí thứ y và giá trị tại vị trí thứ n thì lúc này nó là số 1 và số 0 đây thì chúng ta đổi chỗ nó thì là nó thành là một ở đây và và không ở đây đồng thời chúng ta nhớ là chúng ta cập nhật cái giá trị n bởi vì n của chúng ta là một cái à, cái biến dùng để đếm à, số à, số phần tử khác không mà đã duyệt qua à, hoặc là chúng ta cũng có thể xem nó là cái à, cái à, n dùng để giữ cái index à, hiện tại mà chúng ta có thể thêm vào một cái con số khác không, đó, có hai cách để chúng ta uh, nghĩ cái n này là uh, số phần tử khác không đã đã duyệt qua hoặc là dùng để giữ cái index của phần tử khác không kế tiếp khác không uh, kế tiếp đó. Thì bây giờ chúng ta xong cái à, Tại vị trí thứ Y này Thì chúng ta tăng Y lên một đơn vị nữa Thì Y lúc này là 0 Nên chúng ta tiếp tục Thể gặp 0 chúng ta không làm gì cả Rồi chúng ta gặp một cái giá trị Y khác không rồi nè Thì hiện tại chúng ta là Y đang ở vị trí 3 Và chúng ta sẽ đổi chỗ với vị trí à, N bằng 1 N bằng 1 ở đây Thì chúng ta sẽ đổi số 3 vô đấy Và số 0 Chúng ta Số 3 vô đây và số 0 lên Chỗ vị trí số 3 Xin lỗi À nó không ăn rồi sau đó thì chúng ta sẽ tăng y tăng n lên một đơn vị là n bằng hai rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến cái vị trí cuối cùng vị trí cuối cùng thì nó cũng là cái vị trí khác không thì chúng ta lại tiếp tục đổi chỗ với n n lúc này thì bằng hai nên chúng ta sẽ cho số 12 nằm ở vị trí này rồi số 0 số 0 nằm ở vị trí này rồi sau đó thì chúng ta cũng tăng n lên một chúng ta sẽ tăng n lên một là thành ba tuy nhiên là chúng ta thấy là y của chúng ta đã đi đến cái vị trí cuối cùng rồi à, nên suy ra chúng ta kết thúc cái vòng lặp ở đây và đây chính là cái à, danh sách những cái con số ở trong cái cái mảng sau khi chúng ta cập nhật và đó cũng chính bằng cái kết quả trả về của chúng ta à, còn việc mà chúng ta giữ nguyên cái à, cái thứ tự sắp xếp của các cái ký tự không à, không phải là số 0. thì chúng ta thấy do chúng ta duyệt từ trái sang phải à, nên cái thứ tự này nó vẫn được giữ À, giữ nguyên đảm bảo ở đây rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Golan thì trước khi bắt đầu vòng lập mình khai báo một cái biến n bằng 0 như nãy giờ chúng ta đã tính rồi chúng ta sẽ có một cái vòng lập y y bắt đầu từ phần thử đầu tiên nhỏ hơn cái chiều dài của cái mảng đi đến phần tử cuối cùng của mảng và mỗi lần đi y tăng lên một đơn vị rồi sau đó nếu như mà à, giá trị của num tại vị trí thứ y mà nó khác không thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta đổi chỗ của vị trí n và vị trí thứ y. Thì chúng ta sẽ lấy là n thì chúng ta sẽ gán lại cho vị trí thứ y, còn vị trí thứ y thì chúng ta gán lại cho cho n. Và nhớ là sau đó thì chúng ta sẽ tăng y, n lên một đơn vị. Rồi, thì như vậy là chúng ta sau khi kết thúc cái vòng lập này thì cái mảng num của chúng ta nó sẽ có các cái thứ có các cái phần tử đã được sắp xếp theo yêu cầu của đề bài. Chúng ta thử submit để giải cái ví dụ một ha. Đó, như vậy chúng ta đã giải thành công cái ví dụ 1. Kết quả trả về là 131200 giống với kết quả yêu cầu của đề bài. Chúng ta thử submit để giải các cái ví dụ khác. Rồi như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ khác của đề bài. Thì đối với bài toán này chúng ta phân tích độ phức tạp của nó, chúng ta gọi n là số phần tử của mảng năm thì chúng ta có độ phức tạp của nó là O(n). Độ phức tạp của không gian lưu trữ thì chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái cấu trúc dữ liệu À, có cấu trúc dữ liệu phức tạp nào có à, kích thước tăng dần theo n nên chúng ta có độ phức tạp của nó là một hàng số ô 1 rồi mình sẽ kết thúc video tại đây à, cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like subscribe và chia sẻ kênh nếu các bạn có thắc mắc đóng góp ý kiến hay là có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video cảm ơn các bạn đã theo dõi chào tạm biệt và hẹn gặp lại